Đang. Ok, chào các bạn nhé. Hôm nay bây giờ là mùng 1 Tết các bạn. Mình sẽ đi vào nhà bác trưởng thôn để chúc Tết bác trưởng thôn. Thực tế thì các bạn biết đấy, người Việt Nam mình thì chỉ ăn Tết âm lịch thôi, là Tết cổ truyền của Việt Nam mình thôi. Còn lại là Tết Tây này thì thường thường là sẽ dành cho như kiểu là mấy công ty ở bên nước ngoài, người nước ngoài thôi. Chứ mình thì mình không ăn Tết Tây. Nhưng ở đâu thì mình phải theo phong tục ở đấy. Thì ngày hôm nay là mùng 1 Tết thì mình cũng đi chúc Tết rồi là đi mừng tuổi các bác. Đấy, nhà bác trưởng thôn hôm nay là bây giờ mình đứng ở đây là mình nghe thấy tiếng máy nổ các bạn. Ba ba. Tu du be. Feliz año nuevo be. Buena entrada. Muy bien. Sí, sí. Tapa, tapa. Mi señora. Sí. Está correcto. Sí. Papá, nada, festa en casa. Boa tarde. Boa tarde. Yeah. Obrigado. Feliz ano novo. Hoje anda, não tem festa, não tem nada, pai. Hoje é problema. Ah. Muito bem. Só mais um menu. Muito bem. O pai tá ligado, girado? Sim. Ok. As crianças estão assistindo. Ah, tá assistindo? Tá assistindo. Ah, você está assistindo boneco? Ok các bạn, đó, nhà bác trưởng thôn là có máy nổ luôn, rất là ok. Ui giời, có quả trứng trứng ngan ra này. Boa tarde, mãe. Đó, ba chở thôn cũng không nhảy. Các bạn thấy không? Mọi ngày nhìn ba trưởng thôn rất là nghiêm nghị luôn. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy chưa? Ba trưởng thôn... Đấy, bác trẻ thôn nhảy ok chưa? Đấy. Mình đi cái món này thì mình chịu rồi. Đó, ngày Tết mà mọi người gần như nhà nào cũng thế các bạn ạ. Nhà nào cũng nói chung là vui chơi rồi là ăn uống nhảy múa các kiểu đủ hết, không thiếu cái gì cả. Trong nhà bác trưởng thôn.
Yeah, pai. Hoje ano novo. Muito bem. Yeah, eu venho aqui só para saudar pai e bem. Também correto, pai bem. Cumprimentar tudo muito coisa. Bem. Muito bem, muito yeah. bem. E aqui tem um dinheiro para các bạn đây tiền này là đây là gọi là tiền mừng tuổi kính lão đắc thọ đấy papa. Obrigado, obrigado, papa. Ok. Muito bem, papa. Sim, a próximo ano, papa. Ok, ok, ok. Boa entrada, papai. Muito bem, muito okay, bem, muito okay. bem, pai. Sim, sim. Muito papá. Yeah, pai. Agora eu vai para lá no Salto a São Pedro. São Pedro. Sim. Muito bem, papá. Vou ir lá visitar o Bucari. Ah, muito sim, bem. Sim, sim, pai. Yeah, tá à vontade. Ah, muito papá. Ok. Muito bem. Sim, sim. Ô, mãe. À vontade, mamá. Sim. Boa tarde, avó. Tudo bem? Muitíssimo bem. Sim, sim. Comendo meu outro. Sim. Tá bom. Feliz ano novo, avó. Boa entrada. Muito bem chegada. Sim, sim. Muito obrigado. Ok. Yeah. Bem chegando. Sim. Avó, toma o dinheiro. Muito obrigado. Dinheiro. Próximo ano. E tem mais coisa. Muito obrigado. Yeah. Muito obrigadinho. Sim, sim. Seu coração que eu acabei. Sim. Muito obrigado. Ok. Aleluia, aleluia. Sim, sim. Yeah, avó, quando faltar qualquer coisa, me fala. O Deus está aqui. A minha culpa já está quase acabada. Ok, ok. Não se preocupe. Depois vou cobrar. Está muitíssimo bem. Está muitíssimo bem. Ok. E a avó, fica bem. Eu vou em casa. Até em casa? Sim, sim. Muitíssimo bem. Ok. Bem-vindo. Sim, sim. Obrigado, avó. Muito obrigado. Muito obrigado. Chúng ta đã ôm trăng vào một tuổi. Ôm trăng vào bây giờ anh em kết thúc đi. Rồi, camera man xuống xe. Ok các bạn, hôm nay là lần thứ hai mình quay lại ngôi nhà toàn hoa lần trước. Đó. Nhà toàn hoa là hoa luôn. Và hôm nay đến đây là để đi chúc Tết các bạn. Đây là nhà anh thư ký. Đó. Toàn bộ đây là hoa. Đó, hôm nay anh thư ký mặc bộ quần áo rất là đẹp luôn. Boa tarde. Boa tarde, chefe. Tudo bem? Obrigado, chefe. Feliz ano novo. Ah, com saúde. Não, tô bom. Ok. Đấy, đây là bộ quần áo mình mua từ đầu đến chân. Đó. Tá bonito. Tá muito bonito. Tá bonito. Só falta cinto, amarra bem. É. E aí, gravata aí. É. Yeah. Show bà cùng bà kia nó vem nó ta aqui não no casa dele acho que tá mesmo lá em casa dele. Ok. Sim. De manhã fui à igreja, nós avistamos. Ah, ok. Sim. Como é, novidade? Novidade? É. E sobre hoje não tem nada. Hoje não tem festa em casa, não tem. Não tem festa, não tem condições. É. Sim. Ok. A doença era demais, não havia mesmo nada. É. Ainda graça mesmo, ainda comemos já arroz, não, saiu bem. A mulher tá onde? Mulher foi aí, foi passear. Ah. Sim. Ok. Ah, tira. Ok. Ah, daí. Muito aí. Feliz ano novo, boa entrada. É. Com dois pés. É. Assim mesmo, de pé. Yeah. Ok. Ok. Đấy, đưa cho tiền mừng tuổi gá là một phát chạy thẳng vào trong nhà luôn, không biết là đi cất tiền hay đi làm gì. Ué. Ờ, nói với Dad đi. Hả? Ta vai qua Dad đi nhé, đúng. Tá bom? Ah, ok. Desculpa aí, tá sujo. Tá bom, não tem problema. Você isso provar? Comer? Esse quê? Isso é maracujá. Ah, maracujá? Anda pequeno. Natural? Sim, mas agora é muito pequeno. Ah, isso é mesmo natural, mesmo daqui? Sim, mas agora é pequeno, não tá pronto. E tá pronto? Tá? É, prova. À, anh ấy mời mình quả chanh leo, mang quả dứa thử xem ăn được không.
chín rồi các bạn. Quả nhỏ nhưng mà mình tưởng là chưa chín, nhưng mà thực tế là ok rồi. Đó. Rất là thơm. Biết là chanh leo rất là chua rồi các bạn, nhưng mà chẳng lẽ anh ấy mời Tết thì lại không ăn. Không, ta bông. Ta bông. Ta đô xì. Ta đô xì. Ta đô xì. Ok. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng mà vẫn phải khen ngọt. Khổ thật. Vậy nên ok đâu. Ừ. Ừ, để bao nhiêu thì ra. Vai 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 vai. Cô mày. Ăn đi, anh ấy thử xem có chua. Nó tí bù lì mau. No, nó tí bù lì mau. Aquele maracujá grande. Aquele é só na cidade, como assim mesmo. Mas o nosso mesmo natural mesmo, daqui mesmo é isso aí. Não fica muito grande, fica pequeno. Nuốt chửng các bạn ạ. Hết rồi. Bây giờ đi ra vườn xem còn quả chanh leo nào mình xin nốt. Ta ăn được, ta ăn được maracuja. À, aquí. Hôm nay lại đi đột nhập nhà đại ca có chanh leo. À, si tu do ai outro corre é já tá pronto, né, Saki, né? Sim, assim tá ficar pronto já, assim mesmo já dá pra comer mesmo. Ah, ok, đó, anh ấy nói là những cái quả mà nó... Đây các bạn thấy hai màu khác biệt không? À, màu nâu nâu này. Quả này màu nâu này, còn quả này màu xanh là chưa chín, quả này màu nâu là chín rồi. Thì anh nói là có thể vặt ăn được rồi. Đó, ok. Ở a finale. Sim. Em đã nói sabe. À, ok. Này mà có người yêu mà có bạn gái mà thích ăn chua thì ăn chanh leo thì lấy về pha nước thì tuyệt vời luôn. Mà thôi lấy thôi không này. Hả? À xin tam bông rồi, xe cả. Dạ. Cùng với kia là tam bông. Tam bông đấy. Ừ. Ok. Obrigado. Obrigado. Ừ. Thế còn cái gì không cho, còn cái gì cho không để xin nốt. Nó tên mai nada. Ali. Ừ. Nó tên mai nada. Acabou. Acabou. Ừ. Úi giời, nắm ong thật. Các bạn, ong mật này. Con ong mật vẫn đang lấy mật này. Đó. Khoảnh khắc này rất là đẹp luôn. Nhưng mà thôi, đừng có trêu ong chọc rắn không. Nó đốt cho thì lại dại người. Ok các bạn, đó. Chị gái này là làm trong đội nông nghiệp này. Nó sẽ mua embalagem, chef. À, quero me oferecer. Ok. À các bạn. À, ok, muito obrigado. Nada. Sim. Sim. Obrigado. Nada. Sim, mamá. Ok. Ok các bạn, à, chị gái mà vừa mang cho mình mấy bắp ngô đấy là chị làm trong đội nông nghiệp. Thì ngày hôm trước các bạn để ý bên kênh nông nghiệp đấy, mình có phát quà, mình và Quang Dũng đến phát tặng gạo rồi tặng dầu ăn cho chị đấy. Thì chị không có mặt mà là có một anh thanh niên mặc cái áo trắng trắng đấy. Đó là chồng chị ấy, đi làm thay, bởi vì anh này là chị này là mới vừa rồi là mới sinh. Thì vừa nãy lúc mình đi qua đến mình cũng có vào rồi là có mừng tuổi tiền cho chị rồi. Thế nhưng mà mình thực tế là mình không vào trong nhà bởi vì là chị mới sinh xong thì mình cũng không muốn vào. Mình đứng ở ngoài cổng thôi. Mình vừa mừng tuổi tiền cho chị, chúc Tết chị xong rồi. Sau đó thì bây giờ khi mình quay từ nhà anh thư ký mình quay ra thì chị chạy theo mình chặn đường để tặng cho mình mấy bông ngô. Thì thực tế là người dân ở trên bản nghèo lắm các bạn ạ. Mọi người chả có gì cả, chỉ có gọi là bắp ngô, củ khoai, củ sắn thôi tặng anh em mình. Thế bây giờ mọi người mà tặng thì em không lấy thì không được. Thế nên là lấy để cho mọi người vui, coi như là mọi người mừng tuổi lại cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi hành trình đến nhà bác trưởng thôn rồi bác phó thôn ở bên bản mới để xem là hai bác đang làm gì. Bây giờ mình đã đến đường vào trong nhà bác trưởng thôn rồi. Đi vào trong này, ở chỗ này ô tô thì không vào được mà đi vào nói chung là cũng tương đối xa.
thì mới đến nhà bác trưởng thôn. Và bây giờ hiện tại trời đang bắt đầu bị mưa mưa rồi các bạn. Đó, các bạn nhìn ở kính nhá, trời đang mưa. Thì mình không muốn đi vào trong đấy thì sợ bây giờ nó cũng muộn rồi ấy. Rồi là đi vào đấy xong rồi nếu mà trời có mưa thì một lát nữa mình không ra được. À, thôi có lẽ bây giờ mình sẽ đi xin phép đi về. Rồi ngày mai thì mình sẽ đến chúc Tết lại bù, chúc Tết bù cho bác trưởng thôn. Rồi, có lẽ là rồi, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc dừng lại tại đây. Chào các bạn nha.